Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong bầu không khí hữu nghị nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc điện đàm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Pháp và mong muốn của lãnh đạo hai nước về việc tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao thành công của chính phủ Pháp cũng như cá nhân tổng thống Emmanuel Macron trong việc thực hiện các cải cách trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhằm đưa nước Pháp phát triển vững mạnh hơn và nhân dân Pháp có cuộc sống an toàn, phồn vinh hơn tăng cường vai trò tích cực của Pháp trong việc củng cố liên minh châu Âu, đóng góp vào việc giải quyết các thách thức đặt ra ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, đi đầu thúc đẩy hợp tác xử lý nhiều vấn đề toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Pháp dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có sự giúp đỡ ứng phó với đại dịch Covid-19. Bày tỏ vui mừng về việc quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Pháp tiếp tục phát triển toàn diện tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hai bên đã tích cực triển khai các nội dung của tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư vào năm 2018. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai nước chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, có nhiều lợi ích lớn tương đồng và nhiều gắn bó về lịch sử, văn hóa, khẳng định Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Pháp và ủng hộ những sáng kiến của Pháp vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư trao đổi với Tổng thống Pháp một số phương hướng biện pháp lớn nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển đất nước, khẳng định Pháp coi trọng vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược Pháp Việt Nam, khẳng định Pháp luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Tổng thống Pháp chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định cuộc điện đàm là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước thảo luận về những định hướng chiến lược phát triển quan hệ song phương trong 20 năm tới tổng thống pháp bày tỏ vui mừng trước việc lãnh đạo hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về các nội dung hợp tác song phương nhất trí hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và giao lưu nhân dân thúc đẩy và tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư hàng không chuyển đổi năng lượng khoa học công nghệ văn hóa kỹ thuật Tổng thống Pháp khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với EU, trong đó có việc thực hiện hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam EVFTA, phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam EVIPA và hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt hải sản, mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, nhất là trong cộng đồng Pháp ngữ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực triển khai thực hiện những nội dung mà hai bên đã thống nhất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời mời Tổng thống Pháp thăm Việt Nam và Tổng thống Pháp đã vui vẻ nhận lời sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Chính phủ Trung Quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba với sự tham dự của trên 150 nhà lãnh đạo, đại diện các nước và tổ chức quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết và tình cảm tốt đẹp tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua duy trì xu thế phát triển tích cực Giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác thực chất đạt nhiều tiến triển mới. Trong không khí hữu nghị tin cậy và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được kể từ Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc luôn coi việt nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của trung quốc hoàn ngành và ủng hộ việt nam phát triển lớn mạnh thực hành thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa để hai nước cùng nhau phát triển bày tỏ trung quốc trân trọng và đánh giá cao chuyến thăm tới cửa khẩu hữu nghị và trồng cây hữu nghị của tổng bí thư nguyễn phú trọng thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước việt nam đối với quan hệ trung việt cùng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc mùa thu năm 2022, hai bên đã trao đổi sâu rộng về phương hướng và các biện pháp lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc thời gian tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm nội hàm để nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất với trọng tâm là phát triển cân bằng, bền vững, hợp tác kinh tế thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa nông sản của Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực cho đông đảo nông dân và người tiêu dùng hai nước, đẩy mạnh kết nối giao thông, sớm triển khai các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam, phối hợp xử lý vướng mắc trong một số dự án hợp tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hai bên nỗ lực tạo thuận lợi để tổng thể quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp tăng cường tuyên truyền hữu nghị, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nỗ lực kiểm soát hiệu quả và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 cùng các nước liên quan xây dựng biển đông trở thành vùng biển hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đánh giá cao những đề xuất của chủ tịch nước võ văn thưởng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp để tăng cường hiểu biết củng cố tin cậy chính trị khẳng định trung quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa của việt nam bao gồm cả nông sản và các mặt hàng sản xuất công nghiệp chế tạo đề nghị hai bên tăng cường kết nối sáng kiến vành đai và con đường với khuôn khổ hai hành lang một vành đai xây dựng quy hoạch hợp tác cụ thể kết hợp với các nhiệm vụ cải cách phát triển trọng điểm của mỗi bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chiến lược như cơ sở hạ tầng kết nối giao thông chia sẻ kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp và thành công toàn bộ chương trình hoạt động tại diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba và về đến sân bay quốc tế nội bài vào lúc 14 giờ chiều nay. Chuyển sang các nội dung khác, Sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả Rập Xê Út, đã diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC lần đầu tiên sau 33 năm thiết lập quan hệ, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước GCC, Tổng thư ký ASEAN và Tổng thư ký GCC. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC đã thảo luận, kiểm điểm và định hướng tương lai hợp tác ASEAN-GCC, trao đổi về tình hình khu vực và thế giới, ghi nhận và thông qua các văn kiện quan trọng của hội nghị, trong đó ghi nhận khung hợp tác giữa ASEAN và GCC trong giai đoạn 2024-2028. Đặc biệt, hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC, đưa quan hệ giữa ASEAN và GCC lên tầm cao mới vì hòa bình, hợp tác và cùng phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của GCC đối với ASEAN, cho rằng thế giới càng biến đổi nhanh, ASEAN và GCC càng phải thích ứng năng động, chung tay khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khơi thông các nguồn lực phát triển, triển khai các hành động thực chất hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt để tiến trình hợp tác giữa hai khu vực thực sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy ba kết nối, gồm kết nối con người, văn hóa, lao động, kết nối thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối hạ tầng thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược với thế mạnh là những tổ chức khu vực rất thành công, ASEAN và GCC cần hỗ trợ nhau để phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của cả hai khu vực và trên thế giới. Thủ tướng bày tỏ quan điểm của Việt Nam mạnh mẽ phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu. Thủ tướng cho biết Việt Nam tin chỉ có thương lượng và đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới là con đường duy nhất để mang lại nền hòa bình bền vững lâu dài cho Trung Đông và tất cả các nước. Cũng tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lãnh đạo một số nước ASEAN, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tổng thống indonesia yoko widodo và thủ tướng singapore lý hiển long tại cuộc gặp thủ tướng campuchia hun manet hai bên nhất trí sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước đẩy mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên du lịch và giáo dục đào tạo Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cùng chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, độc lập, tự cường và thịnh vượng cũng như ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. Tại cuộc gặp Tổng thống Philippines ferdinand romuandes marcos hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác giữa việt nam và philippines để kịp thời ứng phó trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực thời gian qua thúc đẩy việc ký kết hiệp định liên chính phủ về hợp tác thương mại gạo nhằm nâng cao thế chủ động của hai nước trong sản xuất và xuất nhập khẩu gạo Hai bên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng như hợp tác nghiên cứu khoa học trên biển, chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ giữa hai nước trong thời gian tới. Trong cuộc gặp với tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tích cực phối hợp trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tích cực phối hợp thúc đẩy hợp tác thương mại thống nhất đàm phán tiến tới ký kết hiệp định thương mại về xuất nhập khẩu gạo có tính chất lâu dài giữa hai nước, mở rộng xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp hai bên có thế mạnh. Trao đổi về những vấn đề quốc tế khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và ASEAN cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai bên đánh giá cao việc lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ nhằm ra soát và trao đổi phương hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực. Hai thủ tướng đã trao đổi về phương hướng tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao tiềm năng to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Singapore đã cấp phép cho Việt Nam cung cấp năng lượng điện sạch cho thị trường Singapore. Tối nay ngày 20 tháng 10, tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Arabica Cà phê Sơn La – Hương vị núi rừng Tây Bắc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ, cùng dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. sở hữu điều kiện tự nhiên phong phú nền nông nghiệp với đa dạng các loại cây ăn quả là một thế mạnh của tỉnh sơn la bên cạnh những đặc sản như xoài nhãn bơ chanh leo cà phê sơn la đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn lan tỏa ở khắp các châu lục trên thế giới với hương vị riêng có của chủng cà phê arabica bourbon được xem là bà hoàng của các loại cà phê cà phê sơn la đem lại nguồn thu lớn không chỉ ở lĩnh vực kinh tế thương mại mà hương vị của cà phê sơn la còn góp phần quan trọng trong phát triển du lịch địa phương sự kiện lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn và sôi động nhằm giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, về con người thân thiện mến khách, mời gọi các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và quốc tế đến với Sơn La, góp phần phát triển vùng trồng cà phê Arabica chất lượng cao, bền vững, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước, đưa tỉnh Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị đã đề ra thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tại lễ khai mạc nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác lên thăm làm việc tại tỉnh Sơn La và nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, đoàn công tác của Quốc hội đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng 100 căn nhà an sinh xã hội xóa nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ tới Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ. Trước đó, trong chiều ngày 20 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tới dân hương, hoa tại đền thờ Bắc Hồ tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì cuộc họp giao ban với các ban Đảng, bốn văn phòng, các đảng ủy, cơ quan đoàn thể Trung ương. Nhấn mạnh trong 3 tháng cuối năm, Tình hình khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của quý 4. Nỗ lực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đề nghị các cơ quan trung ương nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tụy, chú đáo chủ động đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu lựa chọn những vấn đề quan trọng cấp thiết để đề xuất đưa vào chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm 2024. Ngày hôm nay đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do đại tướng Tô Lâm, ủy viên bộ chính trị, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang. Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bắc Giang cần vận dụng linh hoạt sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn các phương án theo hướng sát với tình hình điều kiện thực tế của địa phương, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính, phần đầu mỗi xã phường không có tội phạm hình sự, không có tội phạm ma túy. Ngày hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công được tổ chức trong bối cảnh tính đến ngày 8 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 32% trong tổng số vốn được giao là gần 68.500 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh cần nhìn thẳng, đánh giá đúng nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, từ nay đến hết năm 2023, thành phố sẽ tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức giả soát, đồn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, đồng thời có chế tài xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan khi chưa thực hiện tốt công tác này. Phân đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm không thấp hơn 80%. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngành đường sắt nước ta bắt đầu mở bán vé tàu Tết 2024 cho khách hàng cá nhân và tính đến buổi chiều ngày hôm nay, tổng số ghế được đặt mua là hơn 37.000 ghế cho cả trước và sau Tết. Lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024. Giá vé cao nhất tuyến Sài Gòn-Hà Nội vào khoảng 2 triệu 950.000 đồng một vé và thấp nhất là 1 triệu 950.000 đồng một vé. Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé thuộc ngành đường sắt. Ngoài ra, hành khách cũng có thể mua vé thông qua website Tổng đài Đường sắt Việt Nam 1900 636 212 hoặc qua các ứng dụng ví điện tử Momo, VNPay. Thưa quý vị, từ xa xưa, hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh là người vợ, người mẹ, hết mình vì chồng, vì con, chăm lo việc nhà, việc bếp núc. Tuy nhiên, ngày nay, hình mẫu đó đã có những thay đổi. Người phụ nữ hiện đại, ngoài việc đi làm, chăm lo gia đình thì còn chủ động dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Theo thời gian, không chỉ có bản thân người phụ nữ thay đổi mà cách nhìn của người khác giới về họ cũng đã khác hơn nhiều so với trước đây. Hôm nay nhân ngày phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ sẽ là hạt nhân của mỗi tế bào. Khi xã hội ngày càng đề cao vai trò của người phụ nữ, họ đã thực sự thoát khỏi những định kiến, họ dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động xã hội nhìn nhận được cái nhiều thay đổi về cuộc sống có thể là dám yêu cái đẹp, dám thể hiện trước công chúng rất là năng động và phong trào phát triển về văn hóa văn nghệ. Chị em tôi thấy là thấy yêu đời hơn và chăm sóc bản thân hơn. Trong thời hiện đại, cách nhìn, cách sống của người phụ nữ đã có những sự thay đổi. Điều đó bắt nguồn từ sự thay đổi nhận thức về những giá trị mà họ hướng đến. Nhưng dù có những quan điểm thay đổi thì nét đẹp và những giá trị cốt lõi hiện nay vẫn được rất nhiều người phụ nữ coi trọng và giữ gìn. Ngày phụ nữ ngoài công việc nhà nước, công việc cơ quan, công việc xã hội thì nên giữ cái thiên chức của mình là người giữ lửa cho gia đình, giúp cho không khí gia đình đầm ấm vui vẻ hạnh phúc. Muốn trẻ trung xinh đẹp thì mình cũng phải bố trí, biết sắp xếp thời gian để mình thể dục thể thao, nhưng mà mình cũng phải đảm bảo được cuộc sống gia đình không còn thu mình trong vỏ bọc gia đình phụ nữ ngày nay luôn khẳng định bản lĩnh nỗ lực tạo ra bản sắc riêng những người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà họ vừa là người giữ lửa trong gia đình vừa có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực khẳng định vai trò không thể thay thế cả trong gia đình và ngoài xã hội Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhằm tôn vinh hình ảnh nữ chiến sĩ Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước trong thời bình. Sáng nay, tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, Hà Đông, Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân Tại buổi gặp mặt các nữ chiến sĩ Trường Sơn, gần 300 đại biểu nữ chiến sĩ Trường Sơn là thành viên của hội truyền thống Trường Sơn trên cả nước đã làm lễ dân hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trong khuôn viên bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Cuộc gặp mặt các nữ chiến sĩ Trường Sơn diễn ra trong thời điểm toàn đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của đảng đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đưa đất nước đi lên trong chặng đường vẻ vang đó có sự đóng góp không nhỏ của những nữ chiến sĩ trường sơn năm xưa đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân để giữ vững an toàn huyết mạch giao thông trên tuyến đường huyền thoại buổi gặp mặt đã diễn ra cảm động và ấm áp đây cũng là dịp để những nữ chiến sĩ trường sơn năm xưa thêm tự hào về truyền thống bản chất cao đẹp của người phụ nữ việt nam cũng như truyền thống thủy chung quả cảm của nữ chiến sĩ trường sơn anh hùng Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định nêu rõ, nguyên tắc của kiểm tra giám sát là phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Thực tế cho thấy khi sai phạm đã ở mức kéo dài và lan rộng, thì công tác kiểm tra cũng cần phải được mở rộng để xử lý triệt để vi phạm. Một trong những vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm là việc xử lý trách nhiệm đối với vụ cháy trung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đến thời điểm này, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng, gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo chúng tôi là nếu chỉ kiểm tra ba tổ chức đảng này thì chưa đầy đủ mà các cấp ủy theo thẩm quyền của mình phải mở rộng cái diện kiểm tra đối với các cái tập thể đối với các cá nhân mà có sai phạm liên quan đến vụ cháy chung cư mini này ví dụ như là à, các cái cấp ủy đảng ở các cái sở ngành của cấp thành phố có sai phạm không rồi thì các cái phòng ban của cấp quận có sai phạm không thế rồi thì Cán bộ của cấp phường có sai phạm không? Rồi cả đến lĩnh vực như là đồng chí công an khu vực, rồi đội quản lý trật tự xây dựng có sai phạm không? Thì theo chúng tôi là phải mở rộng cái đối tượng kiểm tra các cái tổ chức cấp ủy Đảng, các cán bộ để thấy rõ được cái trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân liên quan đến sai phạm này để chúng ta xử lý nghiêm minh theo kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước để mang tính răn đe rất cao. Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, toàn thành phố có khoảng 2.000 trung cư mini tập trung nhiều nhất ở các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ. Trong số này, bị can nghiêm quang minh không chỉ là chủ đầu tư của trung cư mini trên phố Khương Hạ, mà còn ở nhiều địa bàn khác của các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ. Những trung cư mini của bị can Minh đều xây dựng vượt tầng, tận dụng tối đa diện tích để bán hoặc cho thuê, nhưng suốt thời gian dài đều không bị xử lý kiểm tra là có hiện tượng chống lưng trong toàn bộ hệ thống hay không mà đặc biệt là kiểm tra bằng cách giám sát quyền lực giám sát quyền lực anh có làm dùng cái quyền lực của anh hay không nếu mà người nhà của người này hay là người này được gọi điện vào ở cái thang cháu của tao đấy thang đề của tao đấy mày xem cho nó thì trong trường hợp như vậy thì chống lưng là một người có quyền lực lớn hơn là quyền lực chuyên ngành đấy, quyền lực đấy có thể là quyền lực thực chất là quyền lực của nhà nước. Đấy. nhưng mà cũng có thể là quyền lực của Đảng. Với tư cách là cơ quan lãnh đạo của địa phương thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra cái việc thực hiện của chính quyền của các cái tổ đội quản lý trật tự xây dựng rồi cái thực việc thực thi nhiệm vụ của những cán bộ công an phường, địa chính phường để mà quản lý trật tự trên địa bàn mà do cái cấp ủy, cái chính quyền đó quản lý. Nếu không chủ động kiểm tra giám sát từ đầu, ngăn chặn vi phạm từ đầu thì cái tình trạng này nó tiếp tục diễn ra. Như vậy chỉ khi công tác kiểm tra giám sát được mở rộng toàn diện thì mới xử lý được triệt để những vi phạm đã mang tính chất kéo dài và lan rộng. Điều này cũng góp phần tích cực để vi phạm không tái diễn, ngăn chặn nguy cơ xuất hiện thêm những vi phạm mới gây nhức nhối trong xã hội.